Bạch sư cho con hỏi, căn tánh của một người có thay đổi không? Ví như một người có căn tánh tham tính lại trở thành người có căn tánh trí sân, hoặc kiếp này họ là người có căn tánh sân trí, kiếp sau họ là người có căn tánh tham tính, căn tánh ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát là gì? Cái căn tánh nó cũng giống như cái khuynh hướng tâm lý vậy. Trên lý thuyết thì đổi được, nhưng mà nó không phải là chuyện dễ dàng. Nó cũng giống như bình thường chúng ta, cái khuynh hướng chúng ta là chúng ta thích cái người khác giới chẳng hạn. Bây giờ bắt bẻ cho nó cong thành người cùng giới, nó khó dữ lắm. Sư chỉ ví dụ đại loại thế thôi. Hoặc ví dụ như bình thường chúng ta thích cái con chó, chúng ta không thích mèo, mà bây giờ bắt chúng ta là không thích chó nữa mà phải chuyển qua thích mèo á, nó nghịch, nó nghịch cái khuynh hướng á, thành ra là nó không hề dễ dàng. Hơn nữa cái việc đổi thay đổi nó dài dằn dặc, chứ nó không phải là cái chuyện mà một sớm một chiều mà được đâu. Cho nên là trên lý thuyết thì đổi được, chỉ bằng cách là mình tu tập. Thí dụ như bây giờ mình đang người căn tánh tính mà mình muốn chuyển sang căn tánh trí, thì mình tu tập các pháp của người căn tánh trí, ví dụ như mê hành thiền, mê học giáo lý, nghiên cứu phát triển trí chẳng hạn, và mình giảm, làm cho giảm cái tính đi. Nhưng mà nó không hề dễ, nó không hề dễ. Tại cái nó đã gọi là căn tánh rồi đó, nó giống như là nó ăn sâu trong máu. Mình đã huân tập vô số kiếp rồi mà muốn trong một ngày một bữa mà thay đổi cái chuyện đó nó khó dữ lắm. Còn ngài Xá Lợi, căn tánh ngài Xá Lợi Phất thì chuyện nó đơn giản mà. Ngài là đệ nhất về cái gì? Đệ nhất trí tuệ. Thì rõ ràng ngài căn tánh trí chứ còn gì nữa. Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát Gotama đó, là vị căn tánh trí, ngài thực hành hạnh trí tuệ ha.